Cuta 3 nha nè, Cuta 3 máy, V1005 là máy 6 ly. Cuta mặt nhện. Quá yêu luôn ha. Máy này nó tải rất là mạnh luôn anh em ơi. Tốc độ vừa anh em đi máy này anh em chạy rõ S2 là rất gọn luôn, 8m1. Rồi, xin ái mình chào các bạn nha. Tôi hôm nay mình trở lại xưởng tiện của trung đoàn anh em. Thì chỉ lại chợ nhân viên của hiểm tỉnh Cà Mau. Số điện thoại quen thuộc bên xưởng tiện trung đoàn là số gọi 0945 828589. Số này cũng đồng thời là số Zalo nha các bạn. Anh em và các bạn mua đồng máy hoặc là gia công miền cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú ha. Hoặc là kết bạn qua Zalo 0945 828589. Thì trung đoàn sẽ tư vấn gọn gàng thông tin cho chi tiết cho anh em xem ha. Thì tiếp tục hôm nay là trung đoàn hoàn thiện xong một cái bộ máy trọng bộ con Cuta. Này như là lồng 76 ly anh em, Cuta 3 máy. Này giao về Trà Vinh. Đây, mình sẽ vô một số thông tin, thông số kỹ thuật của máy rồi chút xíu sẽ đề nổi cho anh em xem ha. Máy này thì giao về Trà Vinh anh em. Trà Vinh 3 máy. Đây, Cuta D1005 anh em. D1005 là 3 máy. Lồng đó là khoảng 76 ly nha các bạn. Lồng khoảng 76 ly. 3 máy nha. D1005. Này đầu máy của khách để xuống nha vừa. À, đầu máy của khách ở Trà Vinh để xuống. Bên chú Năm đoàn với là gia công nhà cầu thôi. Máy này bên chú Tư Quảo cả. À, vậy là chủ nhân của máy này là mua cái máy này ở tiệm máy của chú Tư Quảo nghe Năm. Một tiệm máy cũng rất là danh tiếng trên mạng nha. Cái máy này thì mua ở tiệm máy Tư Quảo. Quá đẹp luôn nghe Năm, máy quá đẹp. Này mình còn cứ gọi nó là con Cuta mà mặt nhện nha các bạn. Tại vì ở trước nó có cái mặt như là mạng nhện ha. Mình ở đây quen thuộc mình gọi là con Cuta mặt nhện. Nhìn thấy không? Tia như là mặt nhện ba máy. Này chỗ này như là cái găng hay gì vậy không Vương? Hả? Cái trái cam nhau cái gì ta? Nói nè. Trái không? Hả? Bọng hả? Ừ. Vậy Phương nói là này bọng nha anh em. Này kiểu như mặt nhện nha. Chỗ đẹp. Chỗ đẹp. Cái bùi ly nó, có ly nó bự không ta? Mà làm gì cho bự vậy? Bự. Mình ra ngoài chút rồi cho nó bự lắm không? Bự lắm. À, vậy là dòng máy này chắc nó tải mạnh lắm nghe anh em. Quá chạy cái bùi ly nó bự luôn ha. Chà bá luôn ha. Quá lớn. Vậy là cái này là cái bùi ly lớn. Bao bọc rất là đẹp nghe anh em. Bao hết trơn ha. Bít hết trơn luôn. Này cho mình chạy cho nó bị dướng vô đây. Này là bên đây là bao cái lọc nhớt rất là đẹp. Hổm rày quay mấy gian ma nhiều ha. Thì hôm nay là mình quay con Cuta. Cuta thì lên nhà cầu nó rất là bóng, rất là đẹp nghe anh em. Đó. Nó thì màu xanh. Còn cái mấy dòng dòng chân ma mình thì màu đen ha. Mà mấy con này thì lên hình nó rất là đẹp. Nhìn thấy không? À, màu xanh với inox lên đồ quá đẹp luôn. Rồi chi tiết bên đây ha. Bô. Này có e. Đấy. Chỗ này trái nước đứng. Còn cái bô thì bô ấm. Bô ấm thì chỗ Năm lập kiểu quay ngang. Quay ngang về phía sau. À, chỗ nào làm kiểu như mỗi dịch vậy ha. Này mỗi dịch đó chỗ nào? Mỗi dịch. Như là mấy cái bô lửa của mấy giống như mấy cái bô lửa của mấy xăng như thế nào, chứ nó cắt kiểu này đẹp hơn nha. Chứ mình để nó dài ra đây thì nó không có gì đặc biệt ha. Mình làm kiểu này thì mình thấy nó đẹp, kiểu này là chạy nó kiểu hơi húng hú đã lắm nghe các bạn, như bô ấm ấy nè. Cái Năm là một cái khớp nhỏ ở đây, thêm khớp bự ở đây rồi nhỏ lại nữa, chạy nó hơi húng hú nè. Tựa như là cái tiếng của tụi bô nha, giống vậy đó, chạy nó phấn khích hơn, như là mình đứt thẳng này nó nguyên này, mình gọi là cái bô ấm này khoảng 300k vậy nghe nè. Cái đó hai chỗ nào có 300, anh em mà thích mấy bộ này thì chú Năm sẽ bán nha. À. Nói dòng máy nào đó, máy thứ máy gì hiệu gì đó chú Năm sẽ bán hết nè. Cái bộ lửa này khoảng 300k. Đấy, dàn cầu quân thuộc chân nền cánh chim. 4 ly hay 6 ly chú Năm? Chân 6 ly ha, chân nền 6 ly nha các bạn, là vậy. Đây chân nền 6 ly. Ở đây hai con chim, bên kia hai con, bốn chân nền nha, giống nhau. Đường nước thì máy lớn bởi chú Năm đi được nước ngoài nghe anh em. Đấy, máy ba máy nhỏ, 3T6366 đó. 8 sát nhỏ thì có thể chú Năm làm đường nước trong cho nó gọn. Nhưng mà đối với mấy máy công suất lớn thì chú Năm sẽ đi đường nước ngoài cho nó gắn chắc, nó lớn ha, cho nó vững cái dàn cầu mình không bị gãy. Chú Năm làm cái ống đường nước ngoài dài tới đây. Cái chổi máy thì chú Năm làm cũng rất là dài luôn nha. Bình thường thì chú Năm có thể làm cái dạng này là chân này tới đây. Mà máy này chú Năm làm rất là dài luôn. Đó, làm khoảng nửa chân nền máy luôn nha các bạn. Đây, mình thấy nè, nửa đường của giữa máy luôn nè. Rất là dài. Cái này cái bát kẹp thêm cho nó cứng mà chú Năm làm rất là dài luôn. Cái này 18 này chú Năm. 18 luôn anh em, 18 đặt.
liền tới đây luôn, cái chổi nè. Đường nước thì chú Năm đánh cái ống 21 dài luôn cho nó cứng thêm. Này 34 mà chú Năm có ốp 42 nữa hả? Ủa cái này 42 luôn á chú Năm. 42 ốp về 4 dài 5 ly. À giữ cho bữa đó. À mình tính là 34 mà chú Năm nó là 42 nữa các bạn. 42 gỡ ốp V. V nó rất là dày luôn ha. À tại à, chứ bình thường mình là 34 phải không chú Năm? Nhỏ. À mới bự là chú Năm làm cái ống ở trong là cái ống 42 nha bạn, ống 42. Chú Năm ốp V. Đây ốp V. V 5 á chú Năm. V4 dày 5 ly. Bản V4 dày 5 ly nha bạn. Đấy. Ống trong thì cái ống 42. Chứ tê thì chứ nó chứ tê đặt luôn các bạn. Tê đặt không phải bọng ha, tê đặt. Đó. Thì trời Vinh, ngày mai giao chú Năm. Mai giao. Là sau khi kết thúc video thì chú Năm sẽ giao về chạy Vinh cho khách nha bạn. Có dịch không chú Năm không? Có. À rồi quay chiến dịch luôn ha. Xíu mình sẽ quay chiến dịch. À, mấy cái bát kẹp thì chú Năm làm những cái cánh chim luôn. Trong bộ. Chỉ có đầu máy là khách mua bên tiệm của chú Tư Hoàng Hảo nha anh em. Còn cái này là khách gia công bên chú Năm gia công hết trọn gói. Trong bộ hết luôn. Chỉ có đầu máy là khách tự mua thôi. Rồi bên kia chút xíu mình sẽ quay chiến dịch sau ha. Phương đang vô dây đề bình dầu để chuẩn bị đề cho anh em xem. Trước khi giờ máy cho khách. Chứ này chú Năm không có làm tên nha nè, đơn giản nha. À, tại chú không có làm tên, đơn giản đây thôi. Đánh những nhá cho này mấy cái bông hoài thôi. Chứ bình thường thì chú Năm có làm yêu cầu cho này là mấy cái tên nên là cái số điện thoại, tên cái số điện thoại thì anh em yêu cầu thì chú Năm mới làm nha bạn. Qua đề. Ồ, chú Năm như là đổi kiểu liên tục ha, chứ con cá này chim. Ừ, cái máy của anh Phước cá sủ của ổng thì chú Năm là hình con cá chủ đặt. Ờ, chú này là chú Năm trở lại phiên bản quen thuộc như ngày xưa nghe nè, cánh chim. À, chú Năm ở sau thì chú Năm có làm cái liền luôn đây luôn nghe nè, hạn chế da độc chứ nó mát rồi ha. Làm cái ống đây, cái cốc đề đây, cái khóa đề. Được nhất thì chú Năm có làm dính đây luôn cho đẹp luôn nghe nè. À, nhìn rất là liền đạt. Đây con chân này cánh chim luôn, hai bên giống nhau. Bên kia đường nước ngoài chú Năm nó làm bên bển một đường, bên đang đường. Hai đường này như nó cân xứng nhau luôn nghe nè. Nên nó đồng cái đẹp ha. Ống 21. Đấy, đi lên chảy nước ngang. Rồi trở lại đây thì chảy nước đứng. Ốp bên chớn các đạn đạn. Lắp 18 này chú Năm. Lắp 18 à, bọc 42 ha. Lắp 18 bọc 42 nghe nè. Đây, lắp này cốt lắp 18 bọc bọc 42. Dài 3 mét mấy chú Năm? Ôi trời, dài 3 mét rưỡi nữa nè. Cái này là khách đặt hay là tại mình làm gì vậy chú Năm? Chứ bình thường là đúng là khoảng 3 mét không? 3 mét 2 phải không? À, tại khách đặt 3 mét 5 luôn nghe nè. Rất là dài. Chắc này mình nghĩ anh em chạy gió lớn rồi. Chỗ 8 mét 1 vậy đây. Vậy anh em cần cái độ dài của cái cột lắp. Sao chú Năm cũng có làm hai cái cánh chim này nữa nha. Hai cái bên cái bát kẹp. Chú Năm kẹp cái hai góc hai bên luôn nha các bạn. Đèn con đèn còn. Này cũng vậy luôn. Chú Năm mấy máy nhỏ thì chú Năm chỉ làm một cái con ốc thôi nghe anh em ơi. Con tán thôi ha. Máy nhỏ thì chú Năm làm con tán mà máy lớn chú Năm làm tới bát kẹp làm tới hai con nó hai bên được. Đấy, cái muỗng nước giải nhiệt này chú Năm được đánh tay luôn nghe nè. Dài luôn ha. Có hai tấc nữa là tới trên rồi đó. Đánh cái muỗng nước dài. Nói chung là nó liền cũng hết luôn nha các bạn. Cái đường nước này là nó liền cũng hết luôn rồi. Chỉ có phần nối này khoảng 3 tấc à. 3 tấc là cái ống nhựa nè. 3 tấc là chỗ này thôi. Chứ mình nghĩ là nó liền cũng hết luôn rồi. Ở đây nó liền cái đường nước liền trơn rồi. Liền tới đây luôn. Nói chung là nó liền luôn mà tại mình đánh lên cái đường lên này cho đẹp luôn các bạn. Đây. Có lẽ là liền luôn nè. Chính Năm đồng liền luôn nè. Từ giờ tới trên mà chú Năm đây chú Năm mổ một đường đây. Mổ đường này lên cho là cái kiểu. Rất là đẹp luôn ha. Mổ nên ngang được cho nó dài chứ không phải là bình thường là mình làm ngang tới đây cũng được ha, ngang tới đây thì vẫn được mà chú Năm làm liền luôn. Đấy, dài tới đó luôn các bạn, rất là dài. Đó. Rồi cái ống giải nhiệt này không, ống 27 này không, nó dài cũng khoảng 3 mét 3 mét 2 mét 3 tại vì cái dàn láp mình 3 mét rưỡi thì cái này nó dài cũng khoảng 1 mét 3 các bạn, khoảng 2 tấc rồi, 4 tư luôn. Ừ, nó còn xíu này chỗ này à. Nè, từ đây tới đây luôn, còn tấc tấc ngoài tấc này. À, chuyên dịch của máy Kuta D1005 đồng 76 ly gen 18 dịch ba cánh nhỏ này, nó rất là dễ chạy nghe em. Có trước là anh em mình mấy anh mà đi thích tốc độ mới thích dịch ba loại mà hai cánh ha. Rồi đa số là giờ mình chuyên về cái dịch này nhiều hơn, cái dịch hệ ba cánh nhọn, vừa tốc độ mà nó vừa đi tải tốt luôn nghe em. Gen 18 vừa đi tải tốt mà vừa đi tốc độ đó.
cái này là nó tải là nó ok anh em ơi. Còn cái chiến dịch mà loại mà hai cánh á, hai cánh anh em mình chạy tốc độ khi rất đạt ha, nhưng mà anh em mình xuống tải có thể là nó sừng sừng anh em, nó không có im chiến dịch này nha. Chiến dịch ba cánh nhọn này thì nó chạy tốc độ nó cũng không có thua mấy đâu anh em ơi, cũng 9-10 vậy đó, nhưng mà xuống tải thì anh em chạy này ngon lành luôn, tải tốt. Chứ anh em chạy dịch hai cánh thì nó sẽ tải không bằng dịch này nè. Này một công đồ chuyện luôn, vừa đi tải tốt mà lại đi tốc độ. Đây, muỗng nước ở trên không 21 nha. 21. Để kê cảnh giác ở dưới. Đây. Không xung mạc Kuta D1005. À có bao cái luôn nha anh em ơi. Có bao cái củ đề luôn anh em, bao củ đề luôn. Đây, chứ không có bao củ đề nữa đẹp. Tao bích luôn. Máy cụ tay lên hình rất là đẹp luôn anh em ơi. À, quay mà không chối nắng là rất là đẹp anh em. Cái màu xanh của nó rất là đẹp nè. Máy này quá đẹp luôn anh. Xanh. Zin luôn ha. Này quá trời mới luôn ha Phương. Chào cái nè. Máy này đẹp. Máy đẹp thiệt. Máy này khách mua bình tĩnh chú tư hảo anh em ơi. Đừng quay cho anh em. Quá đẹp luôn. Cụ ta ba máy. Máy này quá trời chắc luôn ha, nhìn thấy không? Nước sơn viên của nó là trầu cũng đẹp. Chưa có dấu hiệu tháo gì luôn nha nè, cái ốc chưa tháo luôn ha. À. Quá đẹp luôn. Rồi chuẩn bị để thánh đệ. Coi coi chật vô nước không bà, khỏi. Chưa rồi, cho vô dầu con lành chuẩn bị đề nha anh em nè. Quá yêu luôn ha. Máy này nó tải rất là mạnh luôn anh em ơi. Tốc độ vừa anh em đi máy này anh em chạy rõ để hai là rất giọt luôn. 8m1. Lù. Tắt lên chưa đồng chế tải ha. Tắt im á. Chưa 1005 là 76. Thế này kìa. Ừ. Quá dài. Quá yên. Là 76 luôn nha các bạn. Ba máy nè. Ba máy là 76 luôn. Rồi, chú Năm sau khi kết thúc video là chú Năm sẽ giao về Trà Vinh nghe Nam. Đây, chú Năm có đóng sẵn cái ba lết rồi nè, ba lết bằng gỗ, giao cho khách. Là chú Năm có thể là tháo cái đầu máy riêng, cầu riêng nghe Nam, cơ bị gọn. Này, đơn vị vận chuyển là Việt Theo chú Năm? Theo nghe Nam, đơn vị vận chuyển là đơn vị Việt Theo. Chú Năm đã hoàn thành xong 100% nha, đầu máy thì khách tự mua gửi xuống. Chú Năm đoàn thì gia công chọn bộ dàn cầu với cái chân dịch đầy đủ nha các bạn. Đó, dịch đầy đủ. Chú Năm đang chụp một số bức ảnh chuẩn bị giao cho khách nha. Đây, chú Năm cũng mới vừa đóng cái ba lết bằng tay. Ngày chuẩn bị chuyển lên mua điện cho bệnh viện Việt Theo. À, Kuta ba máy. Từ một số chi tiết nữa rồi cũng đóng video nha anh em ơi. D1005 đồng 76 ly. Quá đẹp nha các bạn. Sắc nét từng chi tiết. Quá đẹp. Này cái ở đây cái tắt kia luôn á chú Lâm. Cái tắt á, tắt chung hả? Ý là nó cái tắt cái công tắc này là chú bẻ ai vậy? Nó gì luôn đây à? Im quá nghe Nam. Tắt ha. Là sau khi đệ bên đây rồi cái đầu mình tắt là kéo mình là tắt. Gọn ha. Cái chân cái chỗ này mình cầm nắm cũng dễ nè. Mình lên ga chỗ này. Lên ga chỗ này. Rồi mình tắt là tắt chỗ này. Có tiện luôn nha. Tắt ở đây. Máy này có cột ga chưa hay là khỏi chú Năm? Còn gọi ha. À là chú Năm không có, chủ không có yêu cầu cột ga. Chú Năm không có cột ga nha các bạn. Khi nào mà khách là các bạn có yêu cầu mà cột như ga đó, cột ga thì cần tốc độ thì chú Năm sẽ cột ga. Còn anh em không có yêu cầu thôi nha. À, quá đẹp. Này là chỗ lên ga, con này là cái công tắc của nó. Anh em chỉ cần kéo gì là tắt nha anh em. Này, kéo gì là tắt, rất là tiện. Tắt đây. Lên ga đây. Khóa để đây. Rất là êm ha. Chuẩn bị giao về Trà Vinh cho khách. Còn Kuta ba máy.
D100576. Chú Năm chuẩn bị dở Zalo cho khách nè. Rồi kết thúc video chào anh em với chú Năm. Đây, chú Năm đoàn sửa tiền chú đoàn anh em. Rồi chú Năm chào anh em nha. Hẹn gặp lại các bạn cho anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi xin chào, chào các bạn.